Chào bạn, mình là Xuân An và mình đến từ đội ngũ hỗ trợ Google AdMob. Qua video ngày hôm nay, mình muốn cùng thảo luận với các bạn về chính sách nội dung trùng lặp của quảng cáo trên ứng dụng của bạn và cách giải quyết vi phạm này. Theo như chính sách của Google AdMob, quảng cáo biểu ngữ hay còn gọi là quảng cáo banner không nên được đặt nổi lên trên hoặc chèn trên nội dung của ứng dụng. Nếu ứng dụng có menu cuộn thì quảng cáo biểu ngữ không nên bật lên hoặc được đặt trên nội dung của menu này. Ngoài ra, quảng cáo biểu ngữ cũng không nên chạy theo khi người dùng kéo màn hình ứng dụng lên xuống, vì điều này có thể khiến người dùng vô tình nhấp vào quảng cáo thay vì nhấp vào menu. Nếu bạn nhận được thông báo vi phạm từ bộ phận chính sách về nội dung trùng lặp, bạn có thể có quảng cáo trong ứng dụng quá gần với nội dung hoặc thậm chí trùng lặp với nội dung trên ứng dụng. Ví dụ, quảng cáo biểu ngữ ở bên phải che khuất nội dung trên ứng dụng. Để khắc phục vi phạm này, hãy kiểm tra ứng dụng của bạn và lưu ý các khả năng sau đây. Thứ nhất, quảng cáo biểu ngữ có thể ở quá gần với các yếu tố khác trong ứng dụng. Để tránh nhấp chuột không có chú ý, bạn không nên đặt quảng cáo biểu ngữ ngay cạnh nội dung ứng dụng và các yếu tố tương tác, bao gồm các nút điều hướng, chẳng hạn như nút tiếp theo hoặc thanh menu ứng dụng tùy chỉnh. Nội dung tương tác, chẳng hạn như hộp trò chuyện văn bản hoặc hình ảnh trong một thư viện hình ảnh. Hoặc màn hình chơi trò chơi, nơi người dùng tương tác liên tục với ứng dụng. Thứ hai, quảng cáo biểu ngữ không nên nằm trên hoặc che khuất nội dung ứng dụng. Nếu ứng dụng có menu cuộn thì quảng cáo biểu ngữ không được bật lên hoặc được đặt trên nội dung của menu này. Ngoài ra, quảng cáo biểu ngữ không được di chuyển khi người dùng kéo màn hình ứng dụng lên xuống. Mình hy vọng thông tin này giúp bạn hiểu rõ hơn chính sách của Google AdMob về nội dung trùng lặp. Nếu bạn nhận được thông báo vi phạm từ bộ phận chính sách AdMob và đã khắc phục vấn đề, bạn có thể gửi yêu cầu xét duyệt trực tiếp cho bộ phận chính sách AdMob thông qua biểu mẫu kháng nghị được liệt kê trong phần mô tả của video này. Bạn vui lòng đảm bảo điền thông tin chính xác về ID nhà xuất bản, ID ứng dụng và ID vấn đề, hay còn gọi là issue ID, được thông báo trong email vi phạm mà bạn nhận được từ bộ phận chính sách Google AdMob. Nếu bạn có thời gian, mình rất vui nếu các bạn có thể cho đội ngũ hỗ trợ biết video này có hữu ích hay không ở trong phần nhận xét ở dưới video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.